Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng gồm Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, ở xã Xuân Hương, Lạng Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968 ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thành mạo danh cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng và thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm phó vụ trưởng Ban nội chính Trung ương đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và dịch vụ Huy Hoàng có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số tổ chức cá nhân dưới hình thức chạy xin việc, chạy dự án, chạy án. Còn đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy đưa ra những thông tin bản thân là nhân viên ngân hàng nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành có thể vay vốn với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp cũng trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, công an tỉnh Bắc Giang đã vận động hai đối tượng đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Thị Kim Thúy sinh năm 1973 ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và Lê Quý Thanh sinh năm 1968 ở đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Lê Quý Thanh lừa đảo có thể chạy trước xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị nâng cấp sửa chữa. Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo có thể xin được các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn ở trên, ba đối tượng Thúy, Hiếu và Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 đô la Mỹ của các bị hại. Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án. Trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một bộ đèn dành cho xe ưu tiên, hai xe ô tô nhãn hiệu Fortuner, một số tư trang của lực lượng quân đội nhân dân, laptop, iPad, CPU máy tính, 14 điện thoại di động các loại, 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan. Theo công an tỉnh Bắc Giang, trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an tỉnh đã phát hiện một số đối tượng nghi vấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả mạo cán bộ nhà nước để chạy xin việc, chạy dự án nên xác lập chuyên án để đấu tranh hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án